tới song thông, song thông, ok, Ồ. không, mình phải chấp nhận em ơi, tất cả mọi người đều như vậy, mình phải chấp nhận, mình phải cố gắng, cái đầu như là cái thùng rác, cố gắng chích thuốc ngừa cho nó là đàng hoàng đi ra đường, mình cũng không có mắc lỗi với người ta, có hiểu không? Chứ ai cũng chích nó phát sinh mà thấy bụng mình không có, mình là không chích thì mình thấy mình khó chịu lắm, cái lương tâm mình á, ok, chị bắt mấy đứa nhỏ nhà chích hết, kệ nó không sao đâu. Ok, cố lên. I love you em gái chị. Bầu ơi em đừng khóc, bầu ơi em nhìn coi, tất cả kia rồi, người ta muốn thấy em cười, vòng quay đêm nay là con số gì đây, từng vòng quay mang nhớ như đời sẽ thế này. Bầu ơi em đừng khóc, nhiều trai cười khinh, khán giả thương mình thì còn sân khấu lung linh. Thông báo khi thì tiếng Việt thì Hương hiểu ngay, nhưng có những từ chuyên môn trong y khoa bằng tiếng Anh thì anh Phương sẽ là người nói với Bình Điền để hiểu cái vấn đề của Phi Nhung dài để cho má mặc má đi show cho má vui. Đó là những cái nhỏ nhặt nhưng mà Phi Nhung rất là phải nói rằng tỉ mỉ đó, tỉ mỉ từ chút một đối với người này người kia, đối với những đứa trẻ con, đối với những người lớn. Một cái người như vậy thì Quế nghĩ rằng không có thể nào mà ra đi sớm như vậy được hết đó. Đây là một cái mình không biết tại sao mà lại ơn trên lại lấy Phi Nhung đi như vậy, mình không biết, mình không thể nào giải thích được. Nhưng mà thôi con ơi, có thể là con ra đi xuôi tay như vậy con nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn, Phật rước con nhẹ nhàng hơn. Còn nếu mà con sống ở thế gian này nhiều việc bon chen, nó còn khổ lụy nhiều lắm, và con đã thanh thản ra đi, yên tâm là những cái việc làm dang dở của con sẽ có những người gia đình, những người bạn nghệ sĩ sẽ thương mến và tiếp tục cái bước của con đi. Vậy là chúc con ra đi thanh thản và con mau về với Phật. Vâng, xin cảm ơn chị Phương Quế, xin cảm ơn cô rất là nhiều.